Kênh Món Ngon Gia Đình xin chào các bạn. Trong video hôm nay, kênh Món Ngon Gia Đình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về hai cách làm mứt cam. Với hai cách làm mứt cam mà ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn thì sẽ giúp cho gia đình các bạn có những miếng mứt cam vô cùng thơm ngon, hấp dẫn để ăn vào dịp Tết. Và một phần mứt thì các bạn có thể sử dụng để làm bánh, làm siro cũng rất là ngon. Bây giờ thì các bạn hãy cùng kênh Món Ngon Gia Đình chuẩn bị nguyên liệu để bắt tay vào thực hiện nhé. Loại mứt cam đầu tiên mình chia sẻ tới các bạn đó là mứt cam miếng. Nguyên liệu để làm mứt cam miếng ở đây mình chuẩn bị là 1 cân cam. Với 1 cân cam thì mình sẽ dùng là 800g đường cát trắng. Cam sau khi mua về thì mình sẽ rửa thật sạch cái lớp vỏ, những cái bụi bẩn ở lớp vỏ bên ngoài đi nhé các bạn. Sau đó thì mình sẽ cắt lát những cái quả cam ra. Và những lát cam mình cắt thì nó sẽ có cái độ dày vừa phải, không nên cắt mỏng quá nha các bạn. Các bạn có thể lựa chọn loại cam giống như mình là cam ruột vàng, hoặc các bạn lựa chọn những cái loại cam ruột đỏ như là cam sành, thì khi mình làm miếng mứt mình làm xong nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ cắt cam thành những cái lát tròn có độ dày vừa phải như thế này nha các bạn. Cứ như thế thì mình sẽ cắt hết cái phần cam của mình. Đây là toàn bộ phần cam sau khi mình đã cắt lát xong. Với những lát cam mà có cái phần hạt thì mình có thể loại bỏ bớt đi cái hạt nhé. Sau đó mình sẽ cho cam vào trong một cái tô to hơn. Và bây giờ thì mình sẽ cho đường vào đây để ướp cam. Sau khi cho đường vào thì mình sẽ đậy kín cái tô này lại và mình để ướp khoảng tầm 1 ngày để cho đường nó tan và nó cũng ngấm hết vào những cái lát cam. Sau khi ướp đường cùng với cam 1 ngày, cái phần đường của mình nó đã tan hết ra rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho lên bếp để mình đi xên những miếng cam này thành mứt. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị một cái chảo chống dính. Mình bắc lên bếp, đổ phần cam vào và đun cho cái phần đường của mình nó tan hết ra. Mình để lửa vừa, mình đun cho đường tan hết và tới khi nào mà cái miếng cam của mình nó trong một chút là được. Mình đun cho phần đường tan hết và những miếng cam đã chuyển trong thì mình sẽ gạn bớt phần nước đường này đi. Còn với những lát cam này thì bây giờ mình sẽ xếp ra một cái khay. Sau đó mình sẽ cho vào trong lò để mình sấy nhé. Mình đun cho những miếng cam nó ngấm đường là được. Sau đó mình sẽ cho vào lò. Mình sấy ở nhiệt độ khoảng tầm 80 độ C và thời gian là từ 1 đến 2 tiếng. Nó sẽ tùy vào nhiệt độ và lò của các bạn sấy nhé. Sau 1 tiếng mình cho vào lò sấy, lúc này những miếng cam của mình đã khô và dẻo lại rồi các bạn. Các bạn có thể thấy những lát cam của mình nó đã khô và dẻo, không còn ướt nữa. Phần cam khi mình để nguội thì nó sẽ khô hoàn toàn, nó không bị dẻo, không bị chảy nước nhé. Như vậy là mình đã có được những miếng mứt cam dẻo rất là thơm ngon rồi đấy. Nếu như các bạn thích đổi vị thì các bạn có thể thêm một chút sô-cô-la phủ bên ngoài những miếng cam, những lát mứt cam này. Còn không thì các bạn để không như thế này các bạn ăn, mình thấy cũng rất là ngon. Khi mình ăn thì nó sẽ hơi có cái độ cay cay một chút ở cái phần vỏ cam. Còn cái phần tép cam bên trong thì nó lại rất là ngọt, thơm, nó không bị đắng nhé các bạn. Và phần mứt này sau khi mình làm xong thì các bạn để vào trong những cái hũ kín, các bạn đậy lại để mình bảo quản. Rất là đẹp và ngon. Bây giờ mình sẽ chia sẻ tới các bạn về cách làm mứt cam dẻo, cách thứ hai nhé. Với cách làm mứt cam dẻo thứ hai này thì mình cũng chuẩn bị là 500g cam và 250g đường.
Cam ở đây thì mình sẽ sử dụng cam sành vỏ xanh. Cái loại cam này vỏ nó xanh nhưng trong ruột nó rất là đỏ. Thì khi mình làm mứt nó sẽ đẹp hơn. Cam sau khi mình mua về thì mình cũng sẽ rửa sạch đi nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ bóc bỏ cái lớp vỏ cam bên ngoài. Sau khi bóc hết lớp vỏ bên ngoài thì mình sẽ tách múi cam ra. Và tiếp tục thì mình sẽ bóc cái lớp vỏ, lớp màng ở bên ngoài múi cam nhé. Những cái phần màng và phần xơ mình sẽ bóc hết. Cùng với lại phần hạt thì mình cũng sẽ bỏ hết đi. Để khi mà mình làm mứt thì nó không bị đắng. Đây là toàn bộ phần múi cam sau khi mình đã bóc bỏ hết những cái lớp vỏ, lớp màng rồi nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong một cái tô. Và mình sẽ cho đường vào để mình ướp đường cùng với lại những múi cam. Cái này thì mình cũng sẽ để ướp cho tới khi cái phần đường của mình nó tan hết nha. Sau khoảng tầm 2 tiếng phần đường đã tan hết. Bây giờ mình sẽ đem phần cam này đi xên mứt nhé. Mình đổ phần cam này vào chảo. Sau đó thì để lửa nhỏ và bắt đầu đun. Phần mứt cam này thì mình không cần phải đảo nhiều quá nhé. Mình đun cho cái phần mứt của mình nó sôi đều lên này. Sau khi phần mứt cam sôi khoảng tầm 20 phút thì mứt cam của mình nó bắt đầu sánh, nước đường nó hơi cạn lại và phần mứt cam nó sánh dẻo lại. Thì lúc này mình sẽ tắt bếp đi nha các bạn. Sau đó mình đổ mứt cam ra bát và chờ cho mứt cam nguội thì cái phần mứt cam của mình nó sẽ đặc và dẻo lại như thế này. Nếu các bạn đun cạn quá thì nó sẽ bị đắng nhé. Cho nên mình chỉ cần đun cho nó hơi cạn nước và nó bắt đầu sánh lại là được. Khi phần mứt dẻo thì mình sẽ có được cái phần mứt cam rất là ngon. Mứt này thì các bạn có thể dùng để làm nhân bánh quy hay là làm các cái loại bánh khác. Khi mứt cam đã nguội thì các bạn nên cho vào trong những cái lọ để mình bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh nhé. Mình bảo quản như thế thì thời gian nó sẽ được rất là lâu. Các bạn có thể sử dụng cả năm luôn. Và như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong với các bạn về hai cách làm mứt cam rồi đấy. Các bạn hãy thử làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.